Ngày 7 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức họp triển khai thực hiện nhiệm vụ giả soát đất lâm nghiệp tỉnh Sơn La. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo tri cục kiểm lâm tỉnh. Hiện nay, diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 817.840 ha, trong đó quy hoạch rừng phòng hộ gần 378.000 ha, quy hoạch rừng đặc dụng là trên 87.800 ha và quy hoạch rừng sản xuất là 352.000 ha triển khai thực hiện giả soát diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Sơn La theo quyết định 326 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến sau giả soát điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh giảm 123.149,4 ha so với quyết định 3248 của ủy ban nhân dân tỉnh ngày 27 tháng 12 năm 2018. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận xem xét giả soát và giảm diện tích các loại đất gồm các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, các khả năng phát triển diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả, cây nông nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức giả soát lại toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp theo quyết định số 326 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đối chiếu với giả soát quyết định 3248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để đánh giá đúng thực trạng diện tích đất rừng và đất tự nhiên đang có, tiến hành tích hợp quy hoạch tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Đối với diện tích không đúng hiện trạng, không đúng mục đích sử dụng, phải cương quyết đưa ra khỏi đất lâm nghiệp. Giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đề cương, dự toán, bố trí, triển khai thực hiện. Giao sở tài nguyên và môi trường sau giả soát, đề xuất với các bộ ngành trung ương, điều chỉnh biến động đất đai theo đúng quy hoạch.